Chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với dự đoán tỷ số World Cup 2022. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với dự đoán 4 trận cuối cùng của Match Day 1, tức là 4 trận cuối cùng của lượt trận thứ nhất, gồm có đội tuyển Thụy Sĩ sẽ đá với đội tuyển Cameroon, đội tuyển Uruguay sẽ đá với đội tuyển Hàn Quốc, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ đá với đội tuyển Ghana, và cuối cùng là đội tuyển Brazil sẽ đá với đội tuyển Serbia. Đấy. Và trận đầu sẽ đá vào ngày 24 tháng 11 và một trận cuối cùng sẽ đá vào ngày 25 tháng 11 vào 2 giờ sáng. Và đây là 4 trận cuối cùng của lượt trận thứ nhất và sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, VTV3, VTV5, VTV5 Tây Nam Bộ và VTV Cần Thơ. Ở trận trước đó thì mình đã đoán rất chính xác là trận vừa rồi, ngày 23 tháng 11 lúc 20 giờ. Đó là trận đội tuyển Đức sẽ đá với đội tuyển Nhật Bản và mình đoán là 2-1 nghiêng về đội tuyển Nhật Bản. Nói chung là bóng đá châu Á thì ưu tiên sẽ đoán số cao hơn, còn đội tuyển châu khác thì mình sẽ đoán số thấp hơn, hoặc là không, hoặc là hòa. Đấy. Bạn nào đoán đúng tỷ số hòa thì vẫn được điểm nhá, vẫn được điểm. Và kết quả là mình được 10 điểm nhá, 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm. Rồi, không nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu dự đoán 4 trận cuối cùng luôn nhá. Đầu tiên sẽ là đội tuyển Thụy Sĩ sẽ đá với đội tuyển Cameroon. Thì mình sẽ đoán cờ có ngôi sao, ưu tiên cho cờ ngôi sao ấy. Thực ra các bạn đoán như thế nào thì đoán thôi, chứ mình sẽ đoán theo dạng hên xui nha, dạng hên xui. Ở đây mình sẽ lấy là 3-0 nghiêng về đội tuyển Cameroon. Tiếp theo là Uruguay sẽ đá với đội tuyển Korea, tức là đội tuyển Hàn Quốc ấy. Mình sẽ ưu tiên đoán cho đội tuyển Hàn Quốc trước. Mình sẽ lấy là 2-1 nghiêng về đội tuyển Hàn Quốc. Đó. À 2-0 đi. 2-1. Đùa thôi. 9-9 thì sao? 11 á? Không được. Không thôi. Không. Tiếp theo là đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ đá với đội tuyển Ghana. Thì đội tuyển Bồ Đào Nha bao gồm có Cristiano Ronaldo, tức là anh Ronaldo ấy, CR7. Nani? Thì mình xin ưu tiên là 3-0 nghiêng về đội tuyển Bồ Đào Nha. Còn cuối cùng là Brazil sẽ đá với đội tuyển Serbia. Thì mình xin đoán là 1-0 thôi. 1-0 hoặc là 1-1 đi, cho nó chắc ăn. Rồi, bấm vào save. Any pick. À, cái này bị lỗi sao ấy mọi người. Sao đây toàn gạch luôn. Tí nữa mình sẽ ép 5 sau. Ở đây mình sẽ đánh dấu chấm chớp vào trong trận Bồ Đào Nha nha. Ủng hộ cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Rồi ok. Sẽ nhân đôi số điểm cho trận 24 tháng 11 lúc 23 giờ. Trận Bồ Đào Nha ấy mọi người. Mọi người muốn dự toán tỷ số thì mọi người hãy comment bên dưới nhá. Bây giờ mình sẽ ép 5 một lần nữa. Không biết có lưu hay không. Rồi, vẫn giữ nguyên. Số điểm hiện tại của mình là 21 điểm nha mọi người. 21 điểm. Và vẫn trong hạng 99975. Đấy, 99975. Nghe rất là buồn cười phải không?